Nếu xảy ra ly dị thì hãy để cho nó xảy ra. Lama Chopa kính mến, con đang trải qua một thời kỳ kinh khủng. Vợ con muốn ly dị sau vài năm chung sống. Con đã rất cố gắng trong mối quan hệ này, nhưng dường như con không thể làm gì để cô ấy hài lòng, và đôi lúc cả hai chúng con đều khổ sở. Giờ đây cô ấy muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, và con thấy đó là một thất bại tồi tệ. Ly dị có phải là sai lầm không? Liệu con có thể làm gì để cứu vãn được cuộc hôn nhân này? Chúc thầy luôn mạnh khỏe. Charlie, Copenhagen. Charlie thân mến, nếu xảy ra ly dị thì hãy để nó xảy ra. Đừng quá bối rối và đau khổ. Ly dị nghĩa là con đang kinh nghiệm nghiệp ác từ quá khứ, như là hành vi tình dục sai trái, tà dâm với vợ chồng của ai đó, hay tại thời điểm và nơi chốn không thích hợp. Ly dị cũng có thể là kết quả của nghiệp phù khống, tạ bất hoa và làm cho người khác chia rẽ. Do đó, hãy nghĩ rằng cô ấy đang rời bỏ tôi, do đó nghiệp ác mà tôi đã tạo ra này đã đi đến kết thúc, nó đang được tịnh hóa. Nếu con nhìn vào hoàn cảnh này theo cách tích cực, thì nó sẽ giống như các chất độc đang bị thải khỏi cơ thể con. Điều này sẽ mang lại sự bình an cho tâm trí. Hãy nghĩ rằng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi đều phải hiến dâng vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bất kỳ điều gì tôi kinh nghiệm khen ngợi hay chỉ trích, thậm chí là tái sinh trong địa ngục, cầu cho điều đó có lợi ích nhất cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đạt giác ngộ nhanh chóng nhất có thể. Đó là tâm lý thực hành tốt nhất. Công việc thật sự duy nhất của con là làm việc vì chúng sinh, mang họ tới giác ngộ. Khi suy nghĩ như vậy, con có thể sử dụng vấn đề của mình giống như thuốc để chữa đau khổ và mang lại hạnh phúc. Con còng lớn lên bằng cách ăn các cây độc, trong khi với những con vật khác thì chúng vẫn chỉ là các cây độc mà thôi. Bằng cách sử dụng kinh nghiệm đau khổ của mình như phương tiện để kinh nghiệm vấn đề của chúng sinh khác, con đang biến nó trở thành dược liệu tốt nhất và phương pháp nhanh nhất để đạt giác ngộ. Chúng ta thường chịu nhiều đau khổ trong các mối quan hệ với giận dữ và ganh tị, nhưng chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo ra lòng từ bi. Vợ con đang dạy con bài học giải thoát khỏi luân hồi và sự dính mắc, tham luyến. Cô ấy đang cho con thấy sự tự do bằng cách giúp con học cách cắt bỏ sự dính mắc của mình. Khi không còn tham luyến nữa, con sẽ thấy mãn nguyện. Hãy nhớ, công việc thật sự duy nhất của tôi là làm việc vì người khác. Vợ tôi đang cho tôi thấy cách cắt bỏ dính mắc. Con có nên ly hôn không? Lama Chopa kính mến, con đang suy nghĩ căng thẳng về việc ly hôn với chồng. Chúng con thật sự không sống hòa thuận với nhau, và dường như anh ấy không thông cảm với việc thực hành pháp của con. Chúng con đã kết hôn được nhiều năm, nhưng dường như không có sự gắn bó trong hôn nhân. Con không muốn làm tổn thương chồng mình, nhưng con nghĩ anh ấy sẽ không thấy việc chia tay là dễ dàng. Anh ấy sẽ cảm thấy chúng con không thể chia tay vì đã đầu tư quá nhiều thời gian vào cuộc hôn nhân này. Con sẽ tạo ra nghiệp quả gì nếu yêu cầu ly hôn? Chồng con là người mà con đã gần gũi trong nhiều năm, và con có nhiều trách nhiệm với tư cách là vợ anh ấy. Thưa Rinpoche, con nên làm gì? Với lòng cảm phục và kính trọng, Amanda Ba Lan. Amanda thân mến, ly hôn chỉ là một hành động, giống như ăn, đi, ngồi hay ngủ. Hành động đó là tiêu cực hay tích cực, thiện hay ác, là phụ thuộc vào động cơ. Khi con đang ra một quyết định của cuộc đời sẽ rõ ràng hơn nếu con phân tích trên cơ sở của mục tiêu làm lợi ích cho những người khác. Sau đó, nếu nó có ích, con hãy thực hiện nó. Nếu nó không có ích, con đừng làm nó. Nếu con không có một mục tiêu rõ ràng cho hành động, thì sẽ rất lúng túng khi cố gắng ra quyết định. Thông thường, chỉ có hai mục tiêu để cân nhắc khi ra quyết định. Điều đó có mang lại hạnh phúc của cá nhân người đó hay hạnh phúc cho những người khác? Tại sao chúng ta phải suy nghĩ về việc làm lợi ích cho những người khác? Bởi vì mục đích của cuộc đời chúng ta là để hữu dụng cho những người khác, để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi mọi đau khổ. Do đó, quyết định phải được tạo ra trên cơ sở này. Hãy nghĩ, những chúng sinh khác thật tốt bụng, dù chỉ để làm ra một hạt gạo,
Con người cũng đã phải trồng cây giống trên cánh đồng, họ phải tưới nước cho cây lúa. Khi mặt đất được bón phân, rất nhiều kiến và các chúng sinh khác đã bị chết. Rất nhiều nghiệp ác được tạo ra chỉ để làm ra hạt gạo. Bởi vì có nhiều chúng sinh chịu đau khổ chỉ để tạo ra một hạt gạo, nên con không thể ăn một hạt gạo mà chỉ nghĩ về hạnh phúc của riêng mình. Có rất nhiều chúng sinh chịu đau khổ để tạo ra bát cơm. Cũng có nhiều chúng sinh sống rau trồng rau và nước. Do đó, có rất nhiều chúng sinh chịu đau khổ để cho chúng ta thưởng thức các bữa ăn của mình. Hãy nghĩ rằng, mỗi ngày, mỗi giờ, chỉ có thông qua lòng tốt với những chúng sinh khác mà chúng ta mới có thể sống sót. Do đó, chúng ta phải làm điều gì đó vì những người khác. Chúng ta không thể bỏ rơi họ. Với tình thương và cầu nguyện cho con. Một, hãy nhớ một hành động là tốt hay xấu phụ thuộc vào động cơ của tôi khi thực hiện nó. Mục đích của cuộc sống là làm lợi ích cho những người khác. Tốt hơn con nên ly dị. Lama Chopa kính mến, con đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc hôn nhân của mình. Chồng con và con không thể hòa thuận được nữa. Chúng con thường xuyên cãi nhau. Sự xuất hiện của anh ấy làm cho con giận dữ, và ngược lại sự xuất hiện của con làm cho anh ấy giận dữ. Chúng con cố gắng tránh xa nhau, và khi ở cùng nhau thì chúng con hạn chế nói chuyện để tránh tranh cãi. Con không nhìn thấy điều gì tốt đẹp trong mối quan hệ của mình nữa. Trên thực tế, dường như việc ở cùng nhau là có hại. Con không thể duy trì một tâm tốt khi có anh ta, và con nghĩ anh ta cũng vậy. Con đề nghị ly hôn nhưng anh ta không nói gì. Thầy nghĩ như thế nào thưa thầy? Thầy có thể nghĩ chúng con nên cố gắng sống chung, hay tốt hơn chúng con nên ly dị? Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với thầy. Setap Istanbul. Setap thân mến, mặc dù thầy thường khuyên các đôi lứa đã kết hôn nên cố gắng giải quyết vấn đề, nhưng trong trường hợp này, thầy khuyên rằng tốt hơn các con nên chia tay và đi tìm những bạn đời khác. Mặc dù các con không có nghiệp nào để làm cho mối quan hệ của mình có ích, nhưng thực tế các con cùng cho thấy rằng mình có một số nghiệp cũ cần giải quyết. Con đang kết hôn với một người được tạo ra từ nghiệp và phiền não của con. Do đó, việc con kết hôn là kết quả của nghiệp và phiền não của riêng con. Giải pháp là thay đổi hoàn cảnh để mối quan hệ này kết thúc êm đẹp. Để làm điều đó, thầy gợi ý con cầu nguyện cho chồng con tìm được một người phụ nữ khác mà anh ta yêu thích và có ích cho tâm trí anh ta. Bằng cách này, anh ta sẽ rời xa con trong hạnh phúc và sự chia tay sẽ êm đẹp. Nếu lời cầu nguyện được nói ra với động cơ vì kết quả có ích nhất, thì tự nhiên nó sẽ có nhiều năng lực. Để làm được điều này, con phải tịnh hóa những nghiệp cũ của con với chồng mình, cầu nguyện cho anh ta tìm được người vợ mới phù hợp. Trừ khi nghiệp được tịnh hóa, sẽ có nhiều điều khó khăn đến với con. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ tạo ra động cơ vì kết quả có ích nhất. Trừ khi nghiệp được tịnh hóa, nếu không sẽ còn có nhiều khó khăn. Cúng dường bộ phận cơ thể mình. Lama Chopa kính mến, con tên là Emily và đã gần 80 tuổi. Con đã sống lâu và bắt đầu nghĩ về cái chết của mình. Con đánh giá cao những lời dạy của Đạo Phật về việc làm lợi ích cho những người khác, nên con muốn hiến tặng các bộ phận cơ thể của mình sau khi chết. Con không chắc người ta có thể lấy chúng không vì con đã già, nhưng con muốn cố gắng thực hiện điều đó. Con cũng lo lắng về việc làm sao chết bình an và những lời chỉ dẫn mà con muốn dặn dò các thành viên trong gia đình về việc con muốn ra đi như thế nào. Con có nghe nói về pháp thực hành của Phật giáo Tây Tạng giúp thần thức rời khỏi thân thể một cách bình an nhất, nhưng không biết gì về nó cả, và con e rằng nếu con không nói cho con cái của mình sớm thì chúng sẽ không biết phải làm gì. Thầy có thể cho con vài lời hướng dẫn về điều này. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Với lòng kính trọng, Emily, Sydney. Emily thân mến, thật tuyệt vời khi con có ý định trao tặng thân thể của mình cho những người khác. Thông thường ở Tây Tạng, nơi thời tiết khô và lạnh, con có thể giữ thân thể mình trong 3 ngày mà không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu thân thể đột nhiên bắt đầu có mùi
thì điều đó có nghĩa là thần thức đã rời bỏ thân xác và sau đó con không cần giữ thân thể đó nữa. Ở phương Tây, nếu một người chết thì sẽ có nhiều thời gian trước khi con trao tặng các bộ phận. Điều này là quan trọng bởi vì ta cần chờ cho đến khi thần thức đã rời bỏ thân xác rồi mới chạm vào nó. Tuy nhiên, thầy nghĩ ngay cả tại bệnh viện, nếu có ai đó bàn bạc về điều này với bác sĩ, thì có thể họ sẽ chờ thêm khoảng 10, 15 phút, nửa tiếng hay một tiếng. Việc lấy các bộ phận ngay lập tức sau khi ngừng thở là không tốt. Con cần thời gian để thần thức rời khỏi thân xác. Điều quan trọng là khi hơi thở đã dừng lại và lúc đó thân thể vẫn còn mềm. Nó giống như khi con đang ngủ vậy. Con có thể nói với gia đình mình những điểm sau. Một, đừng chạm vào bất kỳ phần nào trên cơ thể trong thời gian đó. Hãy để cho thân thể yên lặng. Hai, chờ cho đến khi nào các bác sĩ còn có thể chờ được. Ba, chỉ ngay trước khi thời gian đó đã trôi qua mà không chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, hãy chạm vào đỉnh đầu con, giật mạnh tóc trên đỉnh đầu. Nếu con có thuốc đặc biệt Powa thì họ có thể để nó trên đỉnh đầu con. Nếu con vẫn còn trong trạng thái thiền sau khi hơi thở đã dừng lại, thì khi thời gian tới hãy chuyển thân xác con tới nơi lấy các bộ phận. Gia đình con có thể đốt chút hương, điều này giúp con dừng trạng thái thiền. Sau đó, thần thức con rời bỏ thân xác. Giờ đây con có thể di chuyển thân thể mình và hiến các bộ phận. Nếu thần thức con rời qua đỉnh đầu thì nó sẽ đi vào các cõi vô sắc hoặc cõi tịnh độ của chư Phật. Chỉ có hai loại cõi này. Và lúc đó tất cả các nghiệp xấu trở thành nghiệp tốt. Thực sự con có thể nói với gia đình mình để viên thuốc phô qua trên đỉnh đầu khi hơi thở chỉ có vẻ dừng lại. Con có thể thỉnh một viên thuốc này từ vị lạc ma ở trung tâm Phật giáo của con với tình thương và cầu nguyện cho con. Điều quan trọng là không được chạm vào thân thể của con càng lâu càng tốt khi con đã ngừng thở. Chú giải: thuốc phô qua là thuốc được ban phúc được đặt trên đỉnh đầu của người chết nhằm giúp thần thức có tái sinh tốt đẹp sau khi nó rời bỏ thân xác này. 2. Cõi vô sắc. Vô sắc giới, nơi đây các chúng sinh chỉ có phần tư tưởng mà không có thân xác. Vô sắc. Vô sắc giới là cảnh giới cao nhất trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhận ra giấc mơ là giấc mơ. Lama Chopa bà kính mến, con mơ thấy mình là một vị sư và đang bị giam trong tù cùng với các vị sư khác. Con nhận ra rằng mình có thể thoát ra ngoài nhưng lại bị ném vào một cái hồ nơi còn có thể bị chết. Con có giấc mơ này nhiều lần và muốn biết liệu nó có phải là ký ức của kiếp trước và cũng như là cách để làm cho giấc mơ có ích cho những người khác. Với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, Cara Granada. Cara thân mến, cảm ơn con vì bức thư. Lúc này chúng ta chưa thoát khỏi luân hồi và chưa đạt tới giác ngộ. Chúng ta chết đi và sống lại trong cõi luân hồi từ vô thủy. Dù rằng chúng ta đã từng là tu sĩ trong nhiều kiếp quá khứ, điều quan trọng nhất là để làm huấn luyện tâm hàng ngày. Và con có thể làm điều đó ngay trong những giấc mơ của mình, vì chúng ta đang liên tục mơ mộng. Điều này dường như đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất sâu sắc. Khi con đang mơ, hay nhận thức nó là một giấc mơ. Nếu con có thể nhớ trong giấc mơ của mình rằng con đang mơ, thì con có thể sử dụng thời gian đó để thực hiện các hành động có đạo đức, như là thực hành pháp. Dù hoàn cảnh nào xảy ra trong giấc mơ, con đều có thể sử dụng nó hiệu quả để thực hành pháp. Nếu con nhận ra những giấc mơ của mình là những giấc mơ, thì nếu có ai đó làm tổn thương con trong giấc mơ, con có thể vượt qua nó. Nếu trong giấc mơ con nhìn thấy điều gì rất đẹp, thì con có thể luyện tập dứt bỏ sự dính mắc, tham luyến. Vô minh làm cho chúng ta nhìn mọi thứ như là chúng tồn tại thật. Nếu con có thể nhìn chúng như một giấc mơ, một mộng ảo, nhận ra giấc mơ như là những giấc mơ, thì sau đó con có thể thực hành thiền quán một cách sâu sắc,
một liều thuốc giải độc đối với những quan niệm sai lầm. Khi con không mơ, không ngủ, con cũng có thể thấy đó như một giấc mơ. Điều này có thể giúp con nhìn thấy rằng các đối tượng bên ngoài xuất hiện không hoàn toàn qua sự đặt tên, chế định hay định danh của tâm mà xuất hiện như thật. Rằng việc chúng ta tồn tại tự thân là không thật. Điều này nghĩa là trong trái tim mình, con có thể hiểu rằng chúng trống rỗng, rằng chúng không tồn tại tự thân. Đó là một sự thực hành rất hiệu quả, bởi vì con đi thẳng vào nền tảng của vô minh. Điều này sẽ giúp con hiện thực hóa sự phủ nhận các đối tượng của vô minh, bởi vì con nhận ra rằng chúng không tồn tại tự thân. Không có dù chỉ một nguyên tử nào tồn tại tự thân, không một phần tử của bất kỳ đối tượng hay hành động nào tồn tại tự thân. Con sẽ thấy tất cả đều là trống rỗng. Con vượt qua sự vô minh đã tạo ra các phiền não. Những phiền não này lại tiếp tục tạo ra nhiều phiền não nữa, dẫn tới các tư tưởng tiêu cực, và sau đó là sự tạo nghiệp. Chính điều này tạo ra bể khổ của cõi luân hồi. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tìm kiếm sự giải thoát toàn diện khỏi bể khổ. Gốc rễ của phiền não là vô minh. Bằng các biện pháp của trí tuệ, con nhận ra tính không. Điều có thể giúp bản thân con giải thoát, giác ngộ, phát triển tuệ giác và tâm bồ đề. Nếu con đã nhận ra các pháp quán đỉnh yoga tantra cao nhất, thì con có thể thực hành dù già lục pháp của Naropa và các pháp yoga trong giấc mộng khác, và con có thể hiện thực hóa các thực hành này. Với sự hiến dâng đúng pháp lên vị thầy, con cũng có thể hiện thực hóa tất cả các giai đoạn của con đường. Sự hiến dâng đúng pháp lên vị thầy là gốc rễ của tất cả sự thực hành. Con nên cảm thấy may mắn được thực hành pháp, và nếu con biết về tantra thì nên đưa nó vào thực hành. Đó là lời khuyên của thầy dành cho con, với tình thương và cầu nguyện cho con. Hãy nhớ, nhìn những giấc mơ của mình như những giấc mơ pháp thiền là rất hiệu quả, bởi vì tôi sẽ đi thẳng vào nền tảng của vô minh. Đánh bại kẻ thù. Lama Chopa kính mến, con lo lắng về cuộc đời của con gái con, bởi vì nó nghiện ma túy trong nhiều năm qua. Nó bắt đầu nghiện từ khi cha nó mất đi. Con nghĩ, chẳng qua là nó không thể đương đầu được với sự mất mát. Con là sự hỗ trợ trên tinh thần duy nhất của nó hiện nay và muốn giúp đỡ nó, nhưng con không biết mình phải làm gì. Nó có quá nhiều bạn bè cùng nghiện ngập và toàn bộ cuộc sống của nó bị bao trùm bởi ma túy. Con có thể nhìn thấy trước tình trạng khó khăn của nó và hiểu tại sao nó lại khó có thể từ bỏ đời sống nghiện ngập của mình, mặc dù đôi lúc nó tạm thời vượt qua được thói nghiện ngập này. Liệu con có thể làm gì giúp nó? Với lòng kính trọng, Michelle, North California. Michelle thân mến, đối với vấn đề ma túy, thầy tiên đoán và thấy rất tốt cho con gái con đi đến tu viện Kopan ở Nepal và tham gia một khóa thiền. Để làm lợi ích cho tâm trí mình, con gái con nên nhìn vào bên trong bản thân mình để có kiến thức nhằm nâng cao chất lượng đời sống. Điều này sẽ thôi thúc nó mang lại một vài ý nghĩa cho cuộc đời mình. Nó cần một môi trường với những con người bảo vệ mình, những người không dính dáng với ma túy. Con gái con nên tránh xa những người có dính dáng với ma túy và không kết bạn với họ. Nó có thể rải tầm từ bi và tình thương đến với họ, nhưng đó không phải là tình bạn thông thường. Nó phải tránh không tiếp xúc với họ. Điều đó cũng bảo vệ nó khỏi bị nhiễm HIV. Con gái con nên có sự quyết tâm dính mắc của mình với ma túy, với việc tìm kiếm sự dễ chịu. Con gái con nên xác định phải vượt qua điều đó, như là đang tham gia vào một cuộc chiến và cố gắng đánh bại kẻ thù của mình. Nó giống như một trận đấm bốc, nơi con cố gắng đánh bại đối thủ của mình. Nhưng ở đây, con đánh bại tư tưởng riêng của mình. Sự tham luyến này đang dìm cuộc đời con xuống, làm cho nó vô nghĩa và bệnh tật, khiến cho con phá hoại cuộc đời mình thông qua sự dính mắc vào sự dễ chịu của ma túy. Những người bạn tốt nhất để bảo vệ con gái con trên con đường này là tăng thân. Đối với con gái con, việc sống cùng các ni sư là tốt nhất,
Nhưng đó cũng có thể là những cư sĩ. Ít nhất thì họ nên là những người không dùng ma túy, còn tốt hơn thì là những người duy trì thực hành nghiêm trì giới luật và những người đang sống cuộc đời thanh tịnh. Nếu nó được ở cùng với những người bạn như vậy thì nó sẽ được bảo vệ. Vấn đề này cần nhiều thời gian để giải quyết. Con gái con cần ở một nơi mà nó không thể tìm được thuốc trong một thời gian dài. Đó sẽ là điều tốt nhất cho đến khi nó có quyết tâm mạnh mẽ từ bỏ ma túy, cảm thấy hoàn toàn ghê tởm chúng và cho đến khi nó muốn giúp đỡ bản thân mình và những người khác. Nếu con gái con muốn sống với một người đàn ông thì nó có thể làm như vậy, nhưng bởi vì nó muốn sống lâu và mạnh khỏe, do đó nó nên thận trọng. Nếu nó quyết định sống với một người đàn ông thì nó nên tìm hiểu kỹ người đó trong một thời gian dài. Tốt nhất thì đó là một người có thể bảo vệ nó, có trái tim nhân hậu, đạo đức tốt và sống một cuộc đời thanh tịnh. Tốt nhất là anh ta đang thực hành đạo Phật. Sẽ khá tốt nếu như nó có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh ta trên con đường này. Nhìn chung, bởi vì nó là con gái, nên thầy nghĩ tốt nhất là nó nên ở cùng các ni sư hay nữ cư sĩ, những người có các đức tính mà thầy đã nêu ở trên. Có thể sẽ tốt khi nói với con gái con rằng cuộc đời nó có thể đem lại nhiều hạnh phúc cho những người khác. Nó có thể mang lại hạnh phúc trong cuộc đời này, hạnh phúc trong những đời tương lai và hạnh phúc cao nhất, sự giác ngộ đến cho vô số chúng sinh. Có nhiều điều tốt đẹp, tuyệt vời, khó tin mà con có thể làm cho những người khác và tất nhiên là cho cả bản thân mình. Thay vì đó, chúng ta hoàn toàn phá hủy điều này. Chúng ta làm cho đời sống của mình hoàn toàn vô nghĩa bằng cách theo đuổi ham muốn và sự ích kỷ. Chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình, sự dễ chịu của mình, với việc bị dính mắc chỉ vào cuộc đời này và các khoái lạc vật chất, chúng ta ngăn trở sự phát triển của tâm hồn mình lại. Chúng ta ngăn chặn bản thân mình nhận ra bản chất tối hậu của tâm trí, Phật tính hay tiềm năng thành Phật. Điều này không cho chúng ta thấy phần tốt đẹp của bản thân mình và ngăn cản chúng ta phát triển trí tuệ. Nó chặn đứng con đường tới giác ngộ của chúng ta. Do đó, vấn đề này đòi hỏi hai giải pháp. Một, thứ nhất là nghiên cứu Phật Pháp để hành thiền và kiểm soát sự dính mắc bằng cách xả bỏ. Nó có nghĩa là mang lại sự tự do cho bản thân con gái con, tránh xa những kẻ thù, nhà tù của sự dính mắc. Điều này không chỉ bảo vệ nó khỏi thói nghiện ngập mà còn mang lại hạnh phúc trong các kiếp tương lai. 2. Yếu tố thứ hai là môi trường. Những người sống quanh con gái con là rất quan trọng. Đây là điều vô cùng quan trọng và nên được thực hiện chính xác ngay bây giờ, bởi vì cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Đó cũng là nguyên nhân chính để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi và mọi đau khổ. Làm lợi ích cho những người khác là nền tảng của việc đạt tới giác ngộ. Lợi ích từ sự thực hành thiền không chỉ dừng việc nghiện thuốc của con gái con. Ma túy chỉ là một ví dụ. Có nhiều thói quen khác mà chúng ta bị dính mắc vào, như là hành vi tình dục sai trái, thứ mang đến cho chúng ta nhiều vấn đề trong cuộc sống và ngăn chặn sự phát triển trí tuệ trên con đường tâm linh. Sau đó, chúng ta không chỉ liên tục tạo ra các vấn đề mà còn luôn luôn bị sa lầy trong chúng. Nó giống như bị chìm trong vùng cát lún vậy. Toàn bộ cuộc đời chúng ta kết thúc buồn tẻ, không đạt được một sự hài lòng, hạnh phúc hay bình an nào trong tâm hồn, dù chỉ cho bản thân mình mà thôi. Cao hơn nữa, chúng ta không thể làm lợi ích cho những người khác nếu không thể phát triển tâm trí trên con đường tâm linh. Khi thầy nói về con đường tâm linh, thầy muốn nói đến sự phát triển tâm trí trong tâm xuất ly, tâm bồ đề và tánh không. Ngoài việc không thể hiến dâng những lợi ích sâu sắc, chúng ta cũng không thể dâng tặng những lợi ích bé nhỏ mà chúng ta có thể thực hiện với thân, khẩu, ý, hành động, lời nói và tư tưởng của mình. Những điều rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì tư tưởng ích kỷ của chúng ta ngăn chặn điều đó. Bản ngã không cho phép chúng ta làm điều đó. Bởi vì tâm chúng ta rất yếu ớt, nên dù chúng ta có biết đến các kỹ thuật hành thiền hay am hiểu các lời dạy,
thì việc chỉ biết chúng không có ý nghĩa là chúng ta có thể ngay lập tức áp dụng chúng, hay tâm chúng ta ngay lập tức trở nên mạnh mẽ. Điều đó cần thời gian và chúng ta có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội để áp dụng những gì mình đã được học. Đó là lý do tại sao việc có sự bảo vệ từ một môi trường đúng rất là quan trọng. Nếu chúng ta sống cùng với những người như vậy, cuộc đời ta sẽ có thể được họ bảo vệ. Sau nữa, khi tâm chúng ta đã ổn định và mạnh mẽ, với sự xả bỏ hoàn toàn khỏi những điều này, sẽ không còn vấn đề gì. Dù có sống giữa những người nghiện ngập, thì chúng ta vẫn không mắc phải những sự yêu thích nhẹ dạ đó. Chúng ta sẽ không dính mắc vào những điều đó. Nó giống như sau khi chúng ta có sự nhận thức ổn định về sự xả bỏ, tâm bồ đề và tuệ giác. Sau đó, dù chúng ta có ở lẫn với những người khác, làm việc trong một tổ chức để phục vụ những người khác, thì công việc chúng ta vẫn không trở thành nguyên nhân gây hỗn loạn cho bản thân mình hay người khác. Sự phục vụ và định hướng của chúng ta rất rõ ràng, nên công việc của chúng ta không bị ô nhiễm bởi sự dính mắc, giận dữ hay bản ngã. Nếu tâm sùng mộ đạo, thì nó trở thành công việc. Sự phục vụ trong sạch, không có gì nguy hiểm cho chúng ta và những người khác. Chúng ta khắc thoát khỏi những vấn đề mà nhiều người khác thường phải trải qua khi họ sống với hay làm việc cùng những người khác. Nếu chúng ta sống với những người bạn tốt, những kiểu người mà thầy đã đề cập, những hành giả mạnh mẽ có giới luật, những người bảo vệ pháp, am hiểu Phật pháp và sống một cuộc đời thanh tịnh, thì chúng ta sẽ trở nên giống như những người bạn đó và có một cuộc sống tốt hơn. Nếu có những người bạn xấu, chúng ta cũng sẽ trở nên giống như họ. Đó là lý do tại sao những người chúng sinh bình thường, chúng ta không kiểm soát được tâm mình hay có sự nhận thức ổn định và luôn chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Khi không hành thiền lam rim trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị kiểm soát bởi môi trường, bởi những người sống quanh mình. Chúng ta bị kiểm soát bởi ảo tưởng của riêng mình, ngay cả khi chúng ta ở một mình. Khi chúng ta không hành thiền, các hiện tượng vô thường xuất hiện và chúng ta tin vào điều đó. Các hiện tượng phụ thuộc vào nhân duyên xuất hiện như thể chúng tồn tại hoàn toàn độc lập và chúng ta tin vào điều đó. Đó là cách chúng ta bị lấn át bởi sự vật hiện tượng bên ngoài, bởi ảo tưởng riêng của mình. Do đó, môi trường tốt đẹp về tâm linh là sự bảo vệ rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Với tình thương và cầu nguyện cho con, hãy nhớ, khi chúng ta không hành thiền, các hiện tượng vô thường xuất hiện và chúng ta tin vào điều đó. Các hiện tượng phụ thuộc vào nhân duyên xuất hiện như thể chúng tồn tại hoàn toàn độc lập và chúng ta tin vào điều đó. Môi trường tâm linh tốt đẹp là rất quan trọng. Chúng ta làm cho cuộc đời mình vô nghĩa khi tuân theo sự ích kỷ. Nếu chúng ta sống với những người bạn tốt, thì chúng ta sẽ trở nên giống họ và có một cuộc đời tốt đẹp hơn.